Cô xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 3. Hôm nay cô lại đồng hành với các em ở phân môn tập làm văn. Tập làm văn ngày hôm nay các em sẽ học đó là bài kể về người hàng xóm tuần 8, sách giáo khoa trang 68. Ở bài này các em sẽ có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất đó là kể về một người hàng xóm mà em quý mến. Nhiệm vụ thứ hai là viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu. Sau khi các em đã thực hiện được hai nhiệm vụ này, cũng chính là các em đã đạt được hai mục tiêu của bài học ngày hôm nay rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nhiệm vụ thứ nhất, kể về một người hàng xóm mà em quý mến. Ai được gọi là người hàng xóm? Người hàng xóm là người sống cùng xóm với em, hoặc người hàng xóm là người sống ở gần nhà em. Người hàng xóm là người sống ở kế bên nhà em, hoặc người hàng xóm cũng có thể là người sống ở đầu hẻm, hoặc là người hàng xóm là người sống ở cuối hẻm. Hoặc cũng có thể người hàng xóm đó sống đối diện với nhà em. Để kể về người hàng xóm mà em quý mến, thì các em sẽ kể qua sự quan sát, qua những kỷ niệm mà các em đã gắn bó với người đó và các em đã nhớ được. Sau đây cô có một số câu hỏi gợi ý. Các em cần đọc kỹ câu hỏi gợi ý. Các câu hỏi này có trong sách giáo khoa trang 68, sách tiếng Việt tập 1 lớp 3. Bây giờ chúng ta cùng đi tới từng câu gợi ý nhé. A. Người đó tên là gì? Bao nhiêu tuổi? B. Người đó làm nghề gì? C. Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào? D. Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu từng câu gợi ý. Ở câu A, người đó tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Các em có thể trả lời: người hàng xóm mà em quý mến là ai? Người đó tên là gì? Người đó bao nhiêu tuổi? Người đó già hay trẻ? Nam hay nữ? Để dùng từ ngữ xưng hô cho phù hợp. Sau khi các em trả lời được câu gợi ý A, chúng ta có thể qua câu gợi ý B là người đó làm nghề gì? Có thể người hàng xóm của em là một bác sĩ, hoặc một kỹ sư, hoặc là một chú bộ đội. Người hàng xóm cũng có thể là một cô công nhân, là giáo viên, thợ may, hoặc người hàng xóm của em đã nghỉ hưu. Sau khi các em trả lời xong được hai câu hỏi, chúng ta có thể nói thêm về hình dáng của người hàng xóm. Hình dáng của người đó ra sao? Đặc điểm bên ngoài nổi bật nhất của người đó thể hiện qua thân hình, nước da, khuôn mặt, cặp mắt, nụ cười, vân vân. Nếu mình kể về người già thì chúng ta thấy người già có các đặc điểm hình dáng như sau. Ví dụ như tóc bạc, hoa râm, da sạm nắng, hoặc là da nhăn nheo, hoặc là gầy, ốm. Hoặc đặc điểm của người già có thể là lưng còng. Bên cạnh đặc điểm hình dáng, ta có thể nói về tính tình của những người già như là hiền từ, phúc hậu và dễ mến. Còn nếu em kể về người hàng xóm là nam, thanh niên, thì các em sẽ thấy nam sẽ có những đặc điểm về hình dáng như sau. Cao, to, khỏe mạnh, da ngăm,
tóc húi cua, vân vân. Còn về tính tình của những người nam có thể là vui vẻ, tốt bụng hay giúp đỡ mọi người. Nếu em kể về người hàng xóm là nữ thì chúng ta sẽ có một số đặc điểm hình dáng của nữ như sau: thân hình mảnh mai, làn da trắng hồng, mắt đôi mắt to tròn, mái tóc đen huyền. Về tính tình của những người nữ, chúng ta sẽ thấy các cô sẽ là rất là hiền hậu, dịu dàng, thân thiện và dễ gần, vân vân. Sau đó chúng ta sẽ nói đến tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào. Em hãy nói rõ những việc làm, những hành động cụ thể của gia đình em đối với người hàng xóm. Ví dụ như là mẹ thường hay mời sang ăn tiệc hoặc giúp đỡ người hàng xóm khi cần. Khi mẹ về quê thì mẹ thường hay biếu quà quê như quả mít, quả đu đủ, vân vân. Hoặc gia đình em thường rủ người hàng xóm đi du lịch cùng nhau, thân thiết, yêu quý như người trong nhà, vân vân. Và tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào? Thì chúng ta cũng phải nói rõ người hàng xóm có những việc làm, hành động nào thể hiện sự gần gũi, thân thiết đối với gia đình mình. Ví dụ như người hàng xóm thường hay đến chơi, trò chuyện hoặc chia sẻ buồn vui, trao đổi kinh nghiệm làm ăn với bố hoặc với mẹ. Hoặc là người hàng xóm thường hay biếu những món ngon, quà bánh sau những chuyến du lịch. Còn đối với em thì người hàng xóm yêu thương em, khuyên bảo việc học hành, thường cho em bánh, kẹo, hoặc đến Tết thường hay mừng tuổi, lì xì, vân vân. Cảm nghĩ của em đối với người hàng xóm, em có yêu quý người hàng xóm đó không? Em yêu quý người hàng xóm đó như thế nào? Cô ví dụ như em rất tôn trọng, quý mến, xem như người thân trong gia đình. Và em sẽ noi gương người hàng xóm đó, sống có trách nhiệm, luôn yêu thương, giúp đỡ mọi người, vân vân. Sau khi các em đã tìm hiểu xong các câu hỏi gợi ý trong sách giáo khoa, cô có sơ đồ tóm tắt để kể về người hàng xóm như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ nói về tên của người hàng xóm và nói khoảng bao nhiêu tuổi. Sau đó chúng ta sẽ nói đến nghề nghiệp, hình dáng, tính tình, tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm, tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em, và cuối cùng là em hãy nêu cảm nghĩ của em đối với người hàng xóm đó. Bây giờ chúng ta cùng bước qua nhiệm vụ thứ hai của bài học, đó là viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn từ 5 cho đến 7 câu. Các em hãy cần lưu ý một số điều khi viết đoạn văn như sau. Thứ nhất, bài viết phải đúng chủ đề, đúng trọng tâm. Thứ hai, bài viết diễn đạt mạch lạc, rõ ý, dùng từ, đặt câu đúng. Thứ ba, bài viết phải bộc lộ được cảm xúc. Các em hãy cùng tham khảo với cô đoạn văn sau. Chú Nam, chú Hùng, cô Hồng, cô Lan là những người hàng xóm tốt bụng của gia đình em. Nhưng người hàng xóm mà em rất yêu quý đó là chú Hùng. Chú ấy năm nay 42 tuổi. Chú có dáng người cao, khỏe mạnh. Gương mặt chú trông thật phúc hậu. Chú Hùng là một bác sĩ giỏi. Hiện nay chú đang công tác tại bệnh viện 115. Chú rất tốt bụng. Chú thường khám chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo trong xóm em. Những lúc rảnh rỗi, chú thường sang nhà em trò chuyện với bố mẹ rất thân mật. Khi em bị ốm, chú chăm sóc em nhiệt tình.
Gia đình em thường mời chú Hùng dùng cơm vào dịp cuối tuần và xem chú như người thân trong gia đình. Em rất quý mến chú Hùng. Em sẽ cố gắng học hành để trở thành bác sĩ giỏi như chú. Các em chú ý các từ hoặc cụm từ được gạch chân, nó đã trả lời cho các câu hỏi gợi ý ở trong sách giáo khoa rồi đó các em. Về nhà, các em hãy viết hoàn chỉnh đoạn văn vào vở và nhờ người thân kiểm tra giúp nhé. Bây giờ các em hãy đánh dấu chéo vào ô tương ứng thể hiện mức độ hiểu bài của em đi nào. Bài học đến đây là hết. Cô xin chào tạm biệt các em. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau. Thân ái chào các em.